này thì bao nhiêu tiền hả chị? Cái này là 40 lít. Thế là lấy chỉ lấy em 350 thôi. 300 được không ạ? À? Không, lấy ra rẻ nhất rồi. Cho ngài. Cho 100. Giá là bán 400 nhưng lấy rẻ. Em 350. Cái bình này mai mang bình kia xuống. Dạ. Trắng hay ổng lưỡi nam? Ổng nước ạ, đây cho em chắc phải cho size 40 đi nhỉ. Ừ. Cho to lấy 40 cho thoải mái, nó còn to đấy. Lấy trong này cho. To, lại cho em 5 đôi tất nữa. Tất đây này em ơi. Bán 7.000 tính 5.000. Ủng này bao nhiêu tiền một đôi hả chị? Bán 55 đến 50. Ở đây chị có bán cái giường hộp mà 1m6, 1m8 không ạ? Có. Bao nhiêu tiền một cái? Em lấy loại keo hay xoan hay sổi, 3 loại. À, keo đi. Keo thì bao nhiêu tiền ạ? Keo 1m6 ạ em? Vâng, 1m6, 1m8. Chị lấy tính 1.600.000 thôi. Còn xoan ạ? 6 xoan thì xoan tính em 1.800.000. Còn đệm. Đệm đây chỉ có một loại mét rưỡi, mét sáu là 250 là rẻ nhất rồi. Vâng. Nên là giá thì báo giá rẻ nhất cho em rồi đấy. Vâng. 250. Đây này, đệm mỏng nhất rồi. Vâng. Còn dày. Đệm vừa dày vừa ấy ạ? Vừa là 350. À. Lại 500 cũng có. Vâng. Hơn triệu cũng có. Còn chăn? Chăn chỉ có loại rẻ nhất 200. Ở loại ấm ấm mà mình đắp ấm được chăn là... chăn phao ấy. 350, đấy chỉ tính 300. Vâng. Em gửi tiền nồi. Nồi ủng với lại tất. Nồi nó đi 350. Cộng ủng 50 này, cộng tất 25. 425.000 thôi. Em 75.000. Ông mắt đeo. Đã đeo. Vương hữu. Ủng với lại tất chị cho vào đây cho em một chút. Em Còi xin mời chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin. Cô bác ơi, ngày nay thì em Còi tiếp tục là lên chỗ hai mẹ con chị U Mẩy ạ. Và hôm trước thì rất là cảm ơn chị Mai là vợ của anh Nhân Trình Tường TV là chị có gửi cho em Còi 1 triệu và nhờ em Còi là xem chị U Mẩy là cần cái gì thì sẽ mua cho chị U Mẩy ạ. Và như hôm trước ạ thì cũng như em Còi có chia sẻ lại cái thước phim mà về hai mẹ con là buổi tối là sinh hoạt ấy thì hai mẹ con không có nồi để mà đun nước tắm các bác ạ, đun nước tắm bằng cái nồi nó rất là nhỏ ấy. Vào mùa đông ở trên chúng em thì khá là lạnh và cần phải có cái nồi to to một chút để mà đun nước ấm để mà tắm. Thì ngày hôm nay là em Còi có mua cho hai mẹ con chị là một cái nồi cũng khá là to là 40 lít để hai mẹ con chị là đun nước tắm. Và hôm trước là em thấy ủng của chị thì nó bị rách rồi nên nay là có mua thêm ủng nữa, mua ủng với lại tất. Em Còi sẽ xem là tiếp theo chị sẽ cần thêm cái gì nữa thì em Còi sẽ mua và cần cái gì nhất, cần cái gì trước nhỉ. Tại vì bây giờ là em Còi thấy là chị U Mẩy thì hai mẹ con ý còn thiếu thật sự là rất là nhiều thứ, nói chung là còn thiếu nhiều lắm nên em Còi sẽ xem là cái gì cần thì xem mua trước. Ngày nay thì chở bằng này lên trước đã. Và hiện tại em Còi đang đứng ở đây là đằng sau đây là sông Hồng. Đấy, đây là sông Hồng, bên kia là Trung Quốc rồi. Đây, tại cái điện thoại của em Còi nó không có nét nên màu nó hơi xấu. Đây, vào cái mùa này thì nước nó đẹp lắm các bác, kiểu mùa khô ít mưa ấy.
nước là gọi là xanh biếc luôn, xanh ngọc luôn. Thế để em có lật cao cho các bác xem ạ. Màu điện thoại thì nhìn lại nó có vẻ là không có được đẹp cho lắm, nhưng mà bên ngoài ấy thì một nước trong đẹp lắm ạ. Bây giờ thì có tiếp tục là con đường lên trên chỗ hai mẹ con chị U Mẩy đây ạ. Cái mùa này đi xe là phải có chiếc khăn này quàng mới ấm. Đây là chiếc khăn của cô Huệ Hương ở bên Đức, là trước là cô có tặng cho em có ấy. Chiếc khăn này rất là ấm ạ. Bây giờ thì xin mời các bác là đi cùng em có ấy nha. Rất là mong là các bác xem video và ủng hộ cho kênh Cói Lalin. Sau một thời gian di chuyển thì em có em đã đến nơi rồi đây các bác. Đi vào trong này xem là mẹ chị có ở đây không hay là đi vắng rồi. À, mở cửa. Chị có ở đây các bác. Này thời tiết khá là lạnh. Mày ơi, chờ đấy, cho Tùng nhá. Chị đang nấu cám lợn. Mình tôi hát tật quái. Chưa lắm bận gì xem. Này mày chân máy không xem tay. Này tay mà bị nhé. Thôi mày thì với tay là bị gì bị rất phải, với mày rất lo tay. Có câu hỏi là chị mày mới mua được cái nồi này à, chị bảo không chị. Mượn của nhà anh trai chị Đu. Chị bảo là bên chỗ nhà anh trai thì cũng có cái nồi bé qua cái nồi này là cũng mới à, nồi mới à. Nồi cũng to đấy nhỉ. Đi sang bên này em có cái này cho chị. Đây này à, có nồi cho chị. Đây, chị cởi ra giúp em. Em có cầm máy, không có tay cởi. À hơi mà chỉ nhắm mà hơi nhả lại mà ra nhả lại mình đi hơi mà hơi mà tập thôi anh chắc rồi cho mình luôn ye rồi đau rồi chia chân đây với là áo rồi chia thật điên liền cả hai này mãi tất cả sau này thắng thì điên liền thì kinh chắc rồi. À chị mày kể là hôm qua chị U Mẩy là đi chợ thì mà hơi mà chị hết đau, mơ muối mì chính hết rồi. Thế là chị đi ngồi nhờ xe của họ trong làng đi, xong là cuối cùng là chị và mình đi về, đi bộ từ chợ về. Thì cảm ơn nhá. Hả? Cảm ơn nhá. Ờ à, dạ tôi chị á. Đây này, cảm ơn chị Mai tặng cho chị 7 cái nồi. Nó này phàm phẻ hứng. Cái hôm trước mà em có hỏi là 250 thì cái nồi đấy nó bé hơn. Đấy thì hơi bé. Cái này thì mới đủ đun nước tắm.
Đây chị bê vào nhà luôn hả? Đó, ảnh hiện mình nói bia là thùng bia. À, đây chị mở ra, khoai tay. Rồi thùng bia rồi thật tiếc thôi, chỉ mình tiêm kia nhỉ. Chị đi lấy được rau lợn nhiều cho các bác. Ý, thật không? Rồi, ủng. À, tọ mấy à? Nãy thấy hồi nãy cũng thấy như chim mày nhỉ. Nãy mà tao tỏ hiểu mai rồi. Như chùi, như chùi chim tè bây giờ mày phun mày. Căn mày siêu chứ mà cái tè mày mày hồi nãy hơn mày bảo mày giờ thành mày mày. Chị Mai, hiểu mai rồi. Chị Mai. Ký cảm ơn chị Mai nhé. Đây rất là cảm ơn chị Mai rất là nhiều ạ. Đấy, đây có ủng. Với lại có cái nồi để hai mẹ con đun nước tắm rồi. Nó tầm hẳn lắm. Tận 5 đôi. Nó quán sẽ có nhé, tôi biết nhé. À, tôi biết nhé. Cô quả tận hỏi là không có tất cả. Nếu có tận, không có tận, không có tận. Ê, hãy thông vua rồi, mà thông tận chứ hãy không biểu không. Cái ủng của chị là kiểu... Là liều chị tí tận. Bị gì nhà bị nó bị vách rồi ấy, mà chị mày thì chị toàn đi lên đồi suốt và đi lấy rau lợn các thứ thì phải có ủng để đi. Ôi nha. Ấy à, mà thành hồ chân từ miên. Mà thấy hồ chân từ miên phải cái gì cho trên đã tất cho chỉ xe này. Huyết luôn rồi xin này. Có nồi để nấu cám lợn, không có nồi để mà đun nước tắm nhé. Đấy này thoải mái. Thoải mái mẹ con tắm luôn. Này. Ồ. Nghi ngút luôn. Mà cho thả tu hả? Mẹ kết đìa giáo xin nha. Mẹ đắng hại à? Mẹ kết đìa. Có hỏi là mai miên hạt kè à? Chị mày có biết hai la tắm không? Chị bảo không. Cái dao đỏ chúng em thì rất là nổi tiếng với la tắm. Đấy. Cũng có người biết lấy và có người không biết lấy. Đặc biệt là lá tắm sau sinh. Rất là tốt cho sức khỏe. Này cậu yêu hiên hoa, hoa yêu đằng đầy này yêu yêu. Này cậu yêu quân trai, trai đôi nó chẳng em đoài. Đòi chẳng em đoài nhú. Chẳng phải hẹo toàn tầm mãi. Cái tí mãi cậu. Chị mày đang kỳ lên coi là chắc là mấy nữa chị đi tìm đất, đi mượn đất của người ta để trồng sắn, để kiếm tiền, trồng sắn bán. Kìa mẹ đã mất chia tại không, mẹ đã mất chia không tiền. Chị bảo đi đâu không có xe máy là không tiện thế nào. Chị muốn biết đi xe thì đầu tiên là chị phải tập đi xe đã, mới chủ hộ chia với người ta hay chia. Hộ chia chứ chúng ta chia để hộ lại nha. Chị bây giờ muốn tập xe nhưng mà không có xe thì không biết tập kiểu gì. Mình như anh trai mày, mình như tùm có mày lấy cái xe win đấy mà đi. Ui, tập mượn của anh trai. Có win nào tao. Sao win là các bác bán đỡ thả đao à, sao ôi thả nhé. Dì sao ôi thả bán thả đao tại lọ. Bán thả đao là có win ấy bán thả tổng tổng chẳng chẳng đất. Hà mà tổng tổng là. Chị bảo là xe quay thì nó thấp hơn, xe số thấp hơn, còn xe côn, xe win thì nó cao. Xe côn nữa, bị sợ. Mà chị ha, mà chị như cái hồ hả? Không có cũng tập. Mà chị như cái hồ, như hồ lao, như bác sĩ hai là mà chị hồ. Mình đã đau, mình lẫn thoa, hãy khóc hả chứ? Người ta đi đâu thì cũng không thể nhờ người ta được ý. Không nhớ mãi được. Đó là ao miền hai để thủy cấm mà chiếu hay chi vậy? Đó là miền hai. Nơi đây thì trong làng thì ai hầu như là các chị em phụ nữ đều biết đi xe, mỗi chị không biết, không có xe đi. Chia là mấy bia chữ chữ gạo à? Và ít bia chữ chữ gì chữ mày phải mày? Chỉ lố như ba mày nha. Chỉ lố nhá. Chị hỏi em là tầm 5-6 triệu chắc có xe, em có bảo là tầm xe cũ thì có. Xe cũ thì có, còn xe mới tầm khoảng giờ không biết nữa nhưng chắc phải gần 20 triệu đấy.
Xeo xia tầm đấy ạ. Xeo này. Vâng ạ, xeo đấy, tầm đấy. Lâu rồi em cũng chưa tìm hiểu, không biết. Thôi sang năm chị cố gắng trồng sắn. Trồng nhiều chóp nha, đi mượn đất. Đi mượn đất mà làm. Trồng sắn thật nhiều và. Mà tổng tròn. Ở chấm mà tổng tròn. Bên nông dân là ở trên này nhiều vùng cao mà có đất canh tác như chị cũng vậy, là thật sự rất là khó để có thể sống được, kiểu khó lắm. Người nông dân phải có đất canh tác cơ, phải người vùng cao thì phải có đất để mà trồng ngô, trồng sắn thì mới có tiền. Nay chị cũng vậy là không có tí đất nào thì nào cũng trông chờ vào nên mượn trồng thôi thì khá là vất vả, rất là gian nan. Rồi. Không có nhà để ở thì cũng rất là lo lắng. Ôn trẻ con yếm bề lọ gốm bề thì ta quảng lọ, có gỗ bề yếm trẻ con yếm sinh quảng lọ gốm bề thì ta quảng. Bữa hôm chi yếm chầu bề yếm chầu nhà quân gốm bề với tôi hạt yếm tươi hoa này. Chị có chia sẻ là thì gốm bề với thì ta quảng với thì ta mê thì ta có khâu. Trong công thành thì mới đi thì mới thật vậy. Bể như bữa mà tao mình rất vất vả, kiểu đấy đi lấy chồng gì muốn kiểu ở đấy xong làm ăn các bạn hả. Tao từng qua giờ tao tao phải khâu ha, cái tâm ăn ủi quả ha, tâm ăn nó chín đây mà ủi quả ha. Chị cũng mệt nhưng mà chị cũng cố gắng là kiếm tiền để mà nuôi con các thứ. Cố gắng nhé chị. Có lẽ là chị mày là người thật sự rất là mạnh mẽ. Có nghĩ rằng là kể cả có một người phụ nữ có mạnh mẽ đến bao nhiêu và bình thường thì có thể vui vẻ, tươi cười hoặc là có thể lạc quan đến bao nhiêu thì nhưng có nghĩ là có những lúc ý, có những lúc thì cũng sẽ yếu lòng, bởi vì là thật sự thì trong cái câu chuyện này thì trong cái câu chuyện làm mẹ đơn thân và một mình nuôi con và tất cả mọi thứ mình đều làm một mình hết ý, thì cái điều đó không phải là người phụ nữ nào mà cũng muốn. Nó rất là khó.
có ba người. Có lẽ là video ngày hôm nay thì em có xin phép là kết thúc tại đây thôi ạ. Em có xin thay mặt cho hai mẹ con chị Út Mẩy là xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mai. Và ngày hôm nay thì xin lỗi các bác là em có cũng hơi yếu lòng một chút khi mà nghe chị Mẩy chia sẻ về những khó khăn của chị. Thật sự thì em có rất là thương chị Mẩy và rất là đồng cảm với lại chị Mẩy. Và em có chỉ hy vọng rằng mình có thể làm cầu nối để kết nối giữa chị Mẩy và tất cả toàn thể quý cô bác. Mong sao là hai mẹ con chị Út Mẩy sẽ có được một cuộc sống tốt hơn. Bởi vì chị Út Mẩy thì đã kém may mắn hơn so với lại rất là nhiều người. Đấy, giờ thì em có chắc là đi về thôi. Rất là hy vọng là cô bác xem video và ủng hộ cho kênh Còi La Lin. Nhờ có cô bác và thật sự là khán giả luôn luôn là nguồn động lực lớn nhất cho em Còi để em Còi có thể tiếp tục là ra video mỗi ngày. Rất là mong là cô bác là xem video và đóng góp ý kiến cho em Còi ạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh.